shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. What the hell? À, một đứa ở ngoài này, một đứa ở ngoài này, chạy đâu mày, chạy đâu mày, chạy này nóc rồi nha, chúng nó lại cứu nhau mày, chúng nó lại cứu nhau đấy em ạ. Làm sao đấy, cứu nhau à, cứu nhau nổi không? Xong luôn, hợp lý. Và sau đây sẽ là ít phút dành cho chương trình quảng cáo. Ngày hôm nay kẹo giới thiệu với anh em cái tựa game Dot Ebit. Thì tựa game này là một tựa game giải trí vô cùng là thú vị, giúp cho anh em thư giãn sau những cái trận bắn Free Fire căng thẳng. Sau khi tải xong thì anh em nhớ là vote 5 sao cho ứng dụng nha anh em. Và đây anh em thì đây nó sẽ là cái giao diện chính của phần mềm, anh em gọi là điểm danh nhận thưởng này. Và ngoài ra thì kẹo sẽ hướng dẫn cho anh em ở đây thì có một cái mục nữa, đó là thay đổi cái nhân vật mà chúng ta đang chơi này. Hiện tại thì mình đang để người nhện cho nó dễ thương anh em ơi. Sau đó thì các bạn chọn bài hát và chúng ta có thể là chơi ngay lập tức nha anh em. Các bạn tap vào màn hình để cho cái con nhân vật nó đi qua giữa những cái thanh như thế này. Như vậy là ok rồi. Cách chơi thì nó vô cùng là đơn giản. Và đây thì nó còn có cả chế độ chơi theo cái đường zig zag nữa anh em ạ. Phải nói là đây là một tựa game vô cùng là thú vị, đáng chơi nha mọi người. Các bạn nhớ tải app và vote 5 sao cho ứng dụng nha anh em. Cho bạn này xem cho nó cứu nhau nổi không này. Xong luôn. Chúng nó vừa clear team đảo trên ấy, xong bị mình lên gạt giòn luôn em ạ. Đen thôi. Ông ngắm nhiệt này. Đổi qua cái này khẩu độ của nó nhông gặp 4x chơi nó cũng ngon anh em ơi. Bên này có giảm thanh này, ai lấy con này. Giảm thanh này mấy đứa ơi. Đây rồi, đây rồi. Đây có một cái giảm thanh này. Sao là qua phía thính trước mặt nha, thấy chưa? Tao đây mày lại. Này 30 đấy. Giờ em chết đi. À ok. Ủa máu đây nhờ mà, em không bơm đầy máu đi. Không không, quay lại lấy đèn nhắm. Rồi. Đây trên này chúng ta bắn nhau này. Bắn nhau càng phết em ạ, có cả phóng lựu nữa thì phải. Đánh coi xem, xuống xe. À một đứa lên monster trang này, lên monster trang này, lên monster trang này. Gãy luôn nha em ơi. Bạn đã qua này, bạn đã qua này. Sau thính nha em ơi. Thằng bé qua ngay sau thính nhá. Cái đậu xanh này làm sao? Làm sao này? Lên bản đi em ơi. Ok nốc luôn. Nốc luôn này. Sau nhá. Để lên vào nha mọi người. Sau xe tải của người nhá. Hai đứa cứu nhau nhá. À thằng này bò này. Bò này. Lên bản. Với đậu xanh. Bên trên nữa nha em ơi. Mọi người giữ mức cấp cẩn thận. Đánh coi xem tụi nó ở đâu. Mãi trên cái góc 15 độ thì phải đây này. Anh thấy rồi, nó đang vừa chạy đấy. Đạn súng trường nãy giờ sấy hơi tốn rồi anh em ơi. Ui cái đậu xanh. Cho kêu anh này. Vào tạm nhà đã anh em. Cho nó an toàn đã. Tại mình rút đồ hàm quá anh em ơi. Tối lát nha em ơi. Ok hết trận nhá, hết trận mới tốn một chơi này, không tốn nó dỗi đấy anh em ạ. Thì lấy ai quản lý cơ lê cho tôi. Đây này. Mọi người ơi, ngay phía 105 có một đứa nhá. Cái trận này cũng có đấy hả? Để anh coi xem hướng bao nhiêu ta. Số mấy đằng trên vậy, từ từ. Lên lên luôn. Lên hỗ trợ số 2. Từ từ em ơi. Ui cả team đang lên này. Bên hông chúng nó cũng đã nhìn thấy team mình chạy lên rồi em ạ. Hạ nó chưa? Hợp lý, còn một đứa bên hông nha em ơi, cẩn thận. Còn một team ở chơi nữa, còn một thằng ở chơi nữa. Đem, đây em ơi. Đây em ơi. Chơi nổi không? Này, một đứa sau chơi nổi được cả team mình. Nó không chơi nổi đâu em ạ. Lên bảng, nốc. Thôi một đứa đem ơi. Một 20 nha. Hai đứa.
Chúng em ở khu này. Đây một bạn canh đi, một bạn canh đi. Bạn canh cẩn thận đi. Đây dựng một keo của thằng anh quần máu đã. Thế đang hết máu. Không cho chúng nó cứu nhau mày. Để qua. Đã hết máu rồi bà. Ui, để qua Man City. Man City em ơi. Cẩn thận nha em. Bên dưới đây này. Rồi. Một đứa này mày, một đứa nữa. Một đứa này mày, đây. Anh đang xem thử nó này. Đây cứu. Mày vẫn kịp mọi người ạ. Đây, thế em cứu bạn đấy đi. Em cột máu đã. Tại còn chưa kịp cột máu đấy anh em ơi, phần này hơi khoai đấy. Sao đây nói bậy hả, anh em bảo cứ lê lốc đi. Chứ kẹo online mà. Đâu lốc được đâu. Đấy, kênh like của mình là kênh like có văn hóa nha. Nên là anh em hạn chế nói thuộc chỉ bậy nhá. Để tránh bị block comment nha anh em. Kênh like phải gọi là vô cùng văn hóa luôn anh em, cẩn thận với những lời nói phát ngôn nha. Ok này, ngon lành. Để mình sẽ qua bên này con nào. Đứa nào tính lên vậy? Anh em nhìn thấy xe chưa? Ai bên dưới này? Bên dưới có team solo với nhau em ơi. Đậu xanh gì đấy? Một đứa ở dưới cũng có đây. Chạy xe em ơi, chạy xe này. Con này chéo quá anh không bắn được em ạ. Nó bị chéo đấy em ơi. Đậu xanh này làm sao, đứng lại em ơi. Chạy nổi không? Lên bản điểm số này. Đứa góc dưới anh em hạ chưa? Lên xe hả? Đứng lại em ơi. Đứng lại này. Ok xong. Cứ lên giờ em ơi. Clear luôn chứ sao, để cho nó sống dai được. Xem có tí máu không, lượm thêm này. Không có. Lượm thêm đạn súng trường đấy thì lấy cái sấy anh em ơi. Không thì sấy bằng cái gì đây? Có một tem ở trên đồi chị. Ờ phải. Anh thấy rồi, chúng nó vừa lượm thính đấy em. À chưa à? Anh tưởng có xe cơ, không phải. Nhìn anh chen cái xe luôn. Thì thế anh thử xem nó lộn đấy. Để em cũng thử nha, em kêu đó. Thế anh em mình lại nghĩ giống nhau rồi. Đây mà City còn máu không, anh vứt máu cho này, anh còn 5 tiểu máu này. Thôi em cầm em có rồi. Ok, của đây máu đây em. Trên này đâu có ai đâu. Không có tí mo thu mãi vào phía trong cơ. Mới trôm được cái rác chống nổ. Anh còn tiểu liên không? Anh có này, có đạn tiểu liên em này. Đây. Ok em đi. Okay. Anh còn 82 viên nữa. Top 1 rồi anh ơi, đang còn 6 đứa nữa nha anh em, 2 team nữa. Làm sao team mình hạ gục được 2 team nữa là ok top 1. Vậy thôi. Cố gắng chơi thôi chứ sao đấy hả anh em. Được trên đó. Để kẹo lên trên này. Của tầm này không thấy ai cả. Thế có khi là chúng nó đậu xanh. Chúng nó đang ở trên này hả? Để anh lên trên này anh đứng coi. Xem có canh được thằng nào chạy vào bo không em. Chắc là cũng có đấy. Chưa thấy các bạn ơi. Trên này thì mình chưa thấy ai cả. Ồ. Thế có khi là cả lũ cho nó ở dưới đây em ạ. Cứ vào bo cho đi. Anh em chạy theo cái rìa bo ấy. Đây rồi các bạn ơi. Chạy lên đây cẩn thận này. Wow. Chờ xíu kẹo xuống dưới coi xem thế nào. Chạy hơi ngu mất máu. Team mình còn 3 người. Thế này thì còn tận 7 người chơi nữa. 2 team, 1 team 4, 1 team 3. Mình nghĩ vậy.
mấy đứa chạy theo cái gì bò ấy thì còn có được mà chạy, chứ chạy giữa bò này chết. Nó sấy cho thì không biết chạy vào đâu em ạ. Bây giờ kiếm chỗ nào thủ ok tí là ổn. Mấy cái lều trước mặt mình cũng được em, nhưng mà anh nghi là chúng nó thủ sẵn rồi đấy em ạ. Không có đâu. Ui à, nó giết à trời. Nó giết nhau rồi em ạ. Vào trong mấy cái lều đi em ơi. Vào trong lều thì top 1 phần này nguy cơ cao rồi. Còn 4 thằng nữa, anh nghĩ là chúng nó cùng một team với nhau cả đấy. Pha này mình chơi cẩn thận xíu là ok. Anh vào nhà ngồi chúng nó nhìn qua cửa sổ em ạ, thì nó hay hơn. Đấy, đứng tạm đây canh chúng nó thôi. Kéo mày, một đứa chạy vào nhá, 285 285 nha mấy đứa. Nó dựng một kèo đấy. Có bạn nó chạy vào nữa này em này. 285 nha mọi người. 285 nha mọi người. Đậu xanh này làm sao? Làm sao này? Ui, nó bắn anh luôn. Đậu xanh nó bắn anh luôn các bạn ơi. Mấy đứa cứ đứng cẩn thận là ok nhá. Gốc cây bên phía 300 cũng có người này. Đông lắm. Đưa một team một đứa. Chạy hải mày. Ok, nó một đứa này. Nó sẽ qua cứu em này. Chạy qua cứu này. Để qua luôn, để qua luôn. Để qua luôn mấy đứa ơi. Dựng một keo cẩn thận luôn này. Từ từ mình đẩy qua dần luôn em ơi. Không phải ngại cho nó nhá. Một đứa hướng 330 này. 330 này. Trốn đâu em ơi. Bốn đứa đây em ạ. Hơi khoai tí nhỉ. Bắn tốn đạn quá. Còn mỗi hơn 40 viên. Em ơi, một đứa đang chạy xa này. 330 em ơi. Nốc thì nhé. Yếu rồi, yếu rồi. Ok. Lên bả này. Hai thằng yếu rồi, hai thằng yếu rồi. Yếu rồi nè. Đây mày, ui. Thằng một viên. Đây rồi mày, đây rồi mày. Chạy đi. Sao đây em, đứa nào để qua không? Giờ cũng còn có 3 đứa thôi mày. Nốc rồi á. Để qua, để qua, để qua. Anh dựng một cái này. Nó qua mày đứa ơi. Một đứa nốc rồi, một cây này. Bụi cây này làm sao đấy, bụi cây này. Ok, nốc rồi nha mày. Clear on. Yes, có 1. Ok. Ten ten. Anh có mấy quả lựu này, xả nốt lựu luôn em ơi. Nhiều lựu lắm. Cho nổ này. Xanh lè luôn. Ok anh em, như vậy là trận này team của mình đã giành được top 1 rồi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.